trong điều kiện biến đổi khí hậu vào đầu mùa mưa, nhà vườn cần chăm bón vườn cây ra sao để trái tăng trưởng, chắc hạt, đảm bảo năng suất cuối vụ. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.